Vô. Chúc mừng cho mẹ hàng chất lượng suôn sẻ. Mẹ hàng được nè, rất là chất. Tuổi trẻ nè, xinh đẹp, ba dòng chắc nịch. Em nào cũng xinh tươi, em nào cũng cháy bỏng. Nhìn là muốn liệt đây cả. Đại ca, đợt này á, mình phải hét giá thật cao lên đại ca. Chắc nói bên cung binh sao rồi? Tụi nó đang ém bên kia biên giới. Nếu thuận lợi á, thì 3 giờ sáng nay tới. Mà biên phòng á, làm gắt quá. Em nghĩ là phải tới tối mai mới tới đại ca. Không được. Mày phải liên lạc cấp. Kêu tụi nó giao dịch trong tối hôm nay luôn. Em sẽ cố gắng. Vô đây ra. Vô. Tụi mới nghe bọn chúng nói sáng ngày mai á sẽ đưa tụi mình qua biên giới đó. Tụi mình tiêu rồi. Chắc chắn ở đây là bùng phát biên giới. Chứ mà thoát ra không biết đi hướng nào đâu. Mọi người đừng có lo hướng, lo thoát ra trước đã. Nấp thật là kỹ, đợi tới khi trời sáng á, tụi mình sẽ canh theo hướng mặt trời mọc mà đi. Không được đâu, ở đây rừng núi không mà. Chúng ta không xác định được phương hướng đâu. Giờ mà không trốn thoát được, để chúng bắt được chỉ có đường chết rồi đó. Chị kêu mọi người sao, có đi không? Được rồi, cởi trói cho tôi trốn thoát khỏi đây á, tôi sẽ kiếm người tới giúp mọi người nha. Em mới đại ca vô trong làm tí cho nó tỉnh rượu. Vô trong hả? Em sung quá đại ca, em làm tí nha đại ca. Em cũng vậy. Vô đi. Ê, mày đi luôn đi. Thôi tụi mày đi đi, tao ở đây tiếp rượu đại ca. Cũng được. Tao còn mới. Ê, tao con mới, mày con cũ. Tao mới là con mới. Tao con mới. Đây. Về. Đứa nào con đỏ thì con mới, đen là cũ ha. Số mày chỉ có vậy mà thôi. Thôi đi mày. Vô đây cả. Là cái gì? Mày. Mặc áo vô. Trói nó lại. Sạn quá cái này ca. Đến phiên mày đó, vô đi. Ngọt nước không? Ngọt. Đi ăn mời. Hãy cởi trói giúp tôi. Sau khi tôi đi rồi á,
thì bọn cứ ở đây giả vờ ngủ say, coi như là không biết tôi đi từ lúc nào hết. Bởi vì á, bọn chúng còn giao mọi người qua biên giới cho nên không dám giết mọi người đâu. Mọi người đừng có lo. Tôi quay trở lại không kịp, mọi người đã bị di chuyển đi rồi, thì mọi người phải nhớ bỏ lá cây rừng để mà làm dấu nha. Năm nút chín nút. Đại ca, chị hàng này uống đi. Hai nút, chín nút tiếp. Hết nổi đại ca, uống hết nổi đại ca. Ai vô? Thôi thì uống. Vô đại ca. Vô. Sức khỏe đại ca. Đại ca. Em với đại ca vô trong làm tí cho nó tỉnh rượu. Vô trọng hả? Tao từ hôm qua tới nay á, đuối lắm mà. Thôi, vô đi. Vậy em vô nha đại ca. Mày vô đi, tao tiếp đại ca. Đi nha. Đại ca. Con nhỏ cái đâu rồi? Đâu rồi? Đại ca, mất tích một con nhỏ rồi. Cái gì? Ở đâu rồi? Nó trốn rồi. Tụi bay tìm cái gì đi cho tao. Để lên! Dạ! Dạ! Đi! Tụi bay có ý định bỏ trốn. Tao bằng não tụi bay hơn! Hả? Biết chưa? Tụi bay nữa! Tụi bay nhớ chưa? Hả?